Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất giày dép cao su ở thủ đô Manila của Philippines trong ngày 13 tháng 5. Ngọn lửa đã được khống chế sau hơn 5 giờ đồng hồ, nhưng cũng đã gây ra thương vong lớn. Giới chức Philippines cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, đã có ít nhất 72 người thiệt mạng trong khi vẫn còn 13 người đang mất tích và nhiều khả năng họ bị vùi dưới đống đổ nát. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được khẩn trương tiến hành, song song với việc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào buổi trưa ngày 13 tháng 5 tại một khu nhà 2 tầng của công ty sản xuất giày dép cao su Kentex. Đám cháy đã khiến nhiều phần tường và mái nhà đổ sập. Theo chủ nhà máy, có khoảng 200 đến 300 công nhân đang làm việc trong lúc ngọn lửa bùng phát. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên chỉ vài người may mắn thoát ra ngoài. Những công nhân còn lại bị kẹt ở bên trong, hầu hết đều chết vì ngạt khói. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhân viên cứu hỏa mới chỉ đưa được ra ngoài 55 thi thể. Đa phần đều bị cháy đen và rất khó để nhận dạng. Những thi thể còn lại đang bị kẹt dưới những đống đổ nát. Trong khi đó, ở bên ngoài khu vực nhà máy, gia đình các nạn nhân đang lo lắng chờ đợi. Dù cơ hội là rất mong manh, nhưng họ vẫn hy vọng người thân của mình vẫn còn sống và sớm được tìm thấy. Hiện, giới chức Philippines đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ cháy. Điều tra ban đầu cho thấy, rất có thể những tia lửa phát ra từ một thiết bị hàn đã bén vào các hóa chất dễ cháy gần đó, gây nên vụ hỏa hoạn. Các nhà chức trách Philippines cũng đang điều tra nguyên nhân vì sao các công nhân không thể thoát ra ngoài khi ngọn lửa bùng cháy. Những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thường xảy ra tại các khu ổ chuột và các xưởng sản xuất ở Manila do các quy định an toàn lao động không được tuân thủ một cách nghiêm túc. Vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất xảy ra tại một câu lạc bộ ở thành phố này vào năm 1996, khiến 162 người thiệt mạng.